2 phút gần lại nữa. Quay nhiều nhiều khi nó bị một là cháy máy, hai là cháy thẻ. Thank you.
Chưa vô tranh bây giờ được rồi. Tứ đèn làm gì không?
cái da mỏng trắng em ba chú xe đạp lắm ơi mình không gì đâu dạ. Ờ quên ha, chỉ đèn vô cho nó trắng rồi dính bóng đèn rồi. Thì chỗ này nó có bị bóng đen á, bóng đen mới được, phải có đèn để nó che lại cái bóng đen. Ông cậu cố tình chứ không phải là con muốn dính. Rồi anh cứ làm tự nhiên đi, tôi đâu có không có quay trúng anh đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10 năm sau mới biết quý, 10 năm sau, 20 năm sau mới biết quý cái mấy cái phim này. Đó hồi nhọc với tụi nhỏ là cái gian mà nhỏ đi chơi trong này là quay nè. Năm 95. Ờ, năm 95, 98. Có phim này rồi. Cũng có ngược kì lắm. Nút bấm này là nút bấm star luôn hả? Nút star luôn, tại vì khi mình zoom á, mình bấm nó rung mấy. Nó làm sao cho nó cũng rung. Rung mấy. Bấm nó rung được rồi. Chạy lo chạy tránh rồi. Cỡ rồi lo mà. Nó mắc cỡ. Hôm từ 2 giờ đến giờ. Yeah.
đâu có phải hướng thằng dữ. Chúng con nó gỡ đồ. Đến tiền bãi đậu tiền chứ. Chúng con nó gỡ đồ. Đi qua chỗ con Tùng á. Tùng đó nó chỗ đó là tiền nó đậu không chứ. Tùng á. Thôi nó gỡ đồ nó lớn đi mua khóc luôn. Mấy đồ đó là như là đi chuột lại đó là nó giá trên trời. Thằng Tân Nhân Hòa có cái đầu riêng. Ờ, Nhân Hòa có cái đầu riêng. Trời ơi, nhỏ gì mà chỉ như vợ anh Cao Hoa Đức đó. Không. Thì những gì mi mi á, những mi á, là mấy chiếc luôn á, nó kinh doanh á, nó mua. Nó già thôi, những gì hết đẹp rồi. Mua 5 chiếc. Dạ. 5 chiếc cho nó cầu thơ. Nó giống như mình ở đây mà cho mua 5 chiếc xe hơn cầu thơ. Đó là đó, chồng nó là chỉ mức hay là những chồng nó là chất ở cầu thơ. Cái chồng uống thuốc của mình cà phê vậy, cái chồng ngọc quá vậy. Chợ đây thấy uống thuốc uống mà cầm đây nhiều phụ nữ không ăn về xong rồi đang được không thực ra còn cái chơi này phải say mê mới làm được. Quay cái ghe gì nghèo nàn quá vậy trời. Ghe xấu xí với mẹ. Thì mà mày nó mắc nghệ thuật cơ, nó mắc nghệ thuật tình giòn nó biết là cái ghe đẹp cái xấu chứ. Tại thích. Quay. Thank you.
thôi. Đây là mi. Số 2 ba. Rồi đẹp mà. Ra phim được rồi, ra hình được rồi. Vô quay vô chụp. Thì muốn mai mốt lấy hình trong này ra, lấy hình trong này ra đâu? Gì đâu? Lấy hình trong này ra là nó sẽ có hiện đại lắm, muốn lấy hình ra là lấy. Lấy hình ra ra đẹp gì đâu. Ủa, dạ, thôi. Vô đi. Cậu lên ông Tấm Ẩn ơi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, vui vẻ quá. Rồi, Tâm chạy qua chụp cho ba vô. Khoan. Nè, chụp máy ba nè. Lấy cái máy này chụp đi. Máy kia mới dỗ mà đồ chụp máy kia. Yeah. Làm lại chút xíu không thấy. Sao đâu mới thấy khó được, cái máy này ba biết mà. Đâu hai ba. Rồi. Lấy nè, lấy máy ba nè. Không lấy cái máy này chụp nè. Lấy máy này chụp, muốn lấy máy này chụp đi. Cẩn. Ba hậu có căng hết rồi, hết tư rồi, tài căng hết đi. Nghe chưa? Làm về là